Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tuần này, Hải Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyến hành trình trải nghiệm tại thành phố Đà Lạt vô cùng độc đáo. Tiếp đó, mời các bạn cùng khám phá nét độc đáo của văn hóa truyền thống dân tộc Mông tại Lâm Đồng. Và trước khi đến với những điều thú vị ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa, thể thao, du lịch vừa diễn ra. Nhiều dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt đã lâm vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần trong tháng 6 năm 2019, khi lượng du khách đến thành phố nghỉ dưỡng tranh nóng tăng cao đột biến. Vào giờ cao điểm, một lượng phương tiện khổng lồ đổ dồn về các nút giao thông và địa điểm ăn uống, khu du lịch, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông đô thị hiện tại của thành phố Đà Lạt chưa thể đủ điều kiện để đáp ứng. Nhiều vị trí tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt lâm vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, cảnh ùn tắc cục bộ thường xuyên xảy ra. Giá cả phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống thời điểm này tại thành phố Đà Lạt cũng tăng mạnh, ít nhất 50% so với ngày thường và luôn trong tình trạng kín phòng. Theo thống kê của Công an thành phố Đà Lạt, vào dịp cuối tuần, có ngày thành phố này đón khoảng 40.000 lượt du khách. Theo số liệu tổng hợp từ năm 2016 đến nay, lượng du khách đến Đà Lạt Lâm Đồng tăng bình quân 9,5%. Trong đó, du khách quốc tế tăng bình quân 28,4%. Cụ thể, lượng khách du lịch đến Đà Lạt Lâm Đồng từ hơn 5,4 triệu lượt khách năm 2016 đến 5,9 triệu lượt năm 2017 và hơn 6,5 triệu lượt năm 2018. Riêng 5 tháng đầu năm 2019 đạt gần 3 triệu lượt khách, với thời gian lưu trú bình quân 2,2 ngày. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh có 36 khu điểm tham quan du lịch và 3 sân golf được đầu tư khai thác kinh doanh, cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác và hơn 30 điểm du lịch canh nông, từng bước đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Trong xu thế du lịch Lâm Đồng đang ngày càng phát triển, càng có thêm nhiều những địa điểm du lịch độc đáo thú vị dành cho du khách muốn khám phá mảnh đất cao nguyên thơ mộng này. Với thị trường du lịch phong phú như vậy, rất cần những đơn vị lữ hành đưa đến những tour du lịch hợp lý và chất lượng, tạo niềm tin cho du khách khi đến đây. Thành phố Đà Lạt, địa điểm lý tưởng cho du khách muôn phương tìm đến trong mỗi chuyến du lịch của mình, không chỉ thu hút khách trong nước. Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của loại hình du lịch mạo hiểm, du khách quốc tế đã đến và tận hưởng nhiều hơn dịch vụ du lịch độc đáo này của Đà Lạt. Bên cạnh đó, những người làm du lịch cũng đã sáng tạo khi kết nối những tour tuyến du lịch phù hợp với từng đối tượng khách, giúp du khách không chỉ trải nghiệm cảm giác mạo hiểm mà còn hiểu thêm về văn hóa, con người, vùng đất cao nguyên. Tôi gần như đã kiệt sức nhưng vẫn thấy vui. Tôi thích trò trượt nước nhất, lúc mà bạn phải cho đầu xuống trước. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thử trò này một lần nữa. Nhưng tất nhiên là không phải ngay ngày mai rồi. Tôi chưa bao giờ thấy được điều này. Tôi sống ở Thụy Sĩ và tất cả sản phẩm thường là nhập khẩu, nên tôi chưa bao giờ thấy chúng. Nó rất thú vị và rất vui khi được biết quá trình tạo ra những chiếc khăn này. Với đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, có trình độ và trách nhiệm cao trong công việc, luôn làm hài lòng và thỏa mãn nhu cầu tham quan, khám phá của du khách. Các công ty du lịch lữ hành tại Đà Lạt đã tạo được dấu ấn trong lòng khách du lịch. Thông qua việc mở rộng các tour, tuyến, giúp khách du lịch có thể lựa chọn những điểm tham quan phù hợp mà không cần phải tự mình tìm kiếm, gây mất thời gian. Là lên đây đi với gia đình thì mình đi xe cá nhân thì mình không biết những cái địa điểm mình muốn khám phá những địa điểm mới, nhưng mà mình xe đi thì mình rất là cực, mình muốn là đặt những cái tour như vậy thì gia đình đi nó sẽ tiện hơn và sẽ có hướng dẫn viên giới thiệu cho mình đi thì mình sẽ biết được những cái điểm mới và những cái điểm nhấn của thành phố Đà Lạt. Mong thử thách Việt tạo ra những sắp xếp và tạo ra những cái tour đẹp hơn, thú vị hơn, để cho mọi người đến du lịch Đà Lạt cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trong chuyến đi của mình.
cùng với việc đa dạng hóa các loại hình du lịch đáp ứng nhu cầu thị hiếu cho mọi du khách. Những công ty lữ hành này còn nỗ lực xúc tiến đẩy mạnh các tour tuyến mới lạ, tham gia vào các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, chủ động tìm kiếm các công ty du lịch trong và ngoài nước để kết nối, hợp tác và xô chuỗi các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách đến với Đà Lạt và đưa khách địa phương sang du lịch tại các nước trong khu vực và trên thế giới. Thì kết hợp với các tour du lịch tham quan Đà Lạt thuần túy cùng với các loại tour du lịch dã ngoại, các tour thể thao mạo hiểm để cho họ nhiều cái trải nghiệm hơn khi đến với Đà Lạt Lâm Đồng chúng ta, chứ không chỉ riêng gì vấn đề tham quan. Trong thời gian sắp tới thì cái nhu cầu du lịch quốc tế của người dân Lâm Đồng nó cũng sẽ phát triển mạnh và mạnh hơn nữa. Tại vì sao? Khi cái nền tảng về các thủ tục pháp lý, chẳng hạn như hộ chiếu, rồi người dân họ quen dần với cái phương thức đi du lịch quốc tế thì dần dần nhu cầu nó sẽ phát sinh rất nhiều. Chính vì vậy mà cùng với sự phát triển của du lịch Đà Lạt Lâm Đồng trong tương lai, cái du lịch quốc tế cho khách quốc tế đến Đà Lạt nói riêng và cả khách Lâm Đồng đi du lịch các nước khác nói chung thì sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là cái hãng máy bay Vietjet họ đang mở. Nên đến với Thái Lan thì quý khách người dân Lâm Đồng có thể trải nghiệm cái văn hóa hoàn toàn khác so với văn hóa của Việt Nam mình. Cái điều này là một cái điểm rất là hay đối với chương trình tham quan các chùa chiền hay là các trung tâm mua sắm thương mại xã hội. Điều có thể khẳng định rằng từ sự mở rộng phát triển các tour tuyến du lịch trên thị trường quốc tế cũng như xây dựng các sản phẩm du lịch nội địa đã góp phần làm đa dạng, phong phú các loại hình du lịch dịch vụ phục vụ du khách gần xa. Từ đó khẳng định thương hiệu du lịch của đơn vị mình cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đến với du khách bốn phương. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây đến với Lâm Đồng, du khách thường biết đến những bộ trang phục mang đậm văn hóa của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên như Cờ Ho, Chu Ru, Mạ, v.v. Vậy mà, tại một vùng đất cách Đà Lạt hơn 120 km, vẫn còn một địa chỉ, nơi hiện vẫn đang lưu giữ và sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc mình. Đó là đâu? Và trang phục truyền thống mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là gì? Chúng ta sẽ cùng khám phá ngay sau đây. Thôn Năm, xã Roman, huyện Đam Rông được biết đến là vùng kinh tế mới của đồng bào dân tộc Mông di dời từ vùng núi cao Tây Bắc vào Lâm Đồng. Người Mông có nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Nổi bật trong số đó là nghệ thuật tạo hình trên nền trang phục luôn được người Mông lưu giữ, bảo tồn và phát huy. Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mà người Mông tại mảnh đất này đã tạo ra với đầy đủ sự khéo léo, tỉ mỉ và tinh tế, có phần tô thắm thêm cho bức tranh đa sắc màu về văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số trên cao nguyên Lâm Viên. Hoa văn, tiếng Mông gọi là tăng ta hoặc còn gọi là lâu, trong trang phục của người Mông chủ yếu là hoa văn hình học như hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình xoáy ốc. Những mô típ hoa văn được hình thành trên cơ sở sợi ngang của kỹ thuật dệt trên khung cửi hoặc trên máy dệt, và sau này được lặp lại trong kỹ thuật thêu. Màu sắc chủ đạo được thêu trên váy là màu hồng, xanh, đen, vàng, tím. Bà con dân tộc Hơ Mông đây là có cái bản sắc rất là độc đáo. Thì bản chất của họ cũng đã có trước kia rồi. Thì bây giờ vào trong xã Roman, huyện Đam Rông, Lâm Đồng này thì họ cũng có áp dụng thêm một cái văn hóa mới. Nên là họ rất là phong phú về đa dạng, về hình thức cũng như là màu sắc của trang phục. Từ cái nét hoa văn, rồi từ cái màu sắc nó cũng đã khác so với các dân tộc khác. Nên là nó rất là phong phú mà nó cũng rất là sáng sủa. Có nhiều cái màu đen, ở đây nó phần lớn là màu trắng và màu đỏ nên là cái sự rạng rỡ của nó rất là phong phú. Phụ nữ Mông chính là tác giả của nghệ thuật tạo hình trên nền trang phục, vì cả cuộc đời họ đều gắn bó với công việc thêu hoa văn, may vá trong gia đình. Khi thêu, trí tưởng tượng của người phụ nữ Mông khá phong phú. Họ không có hình mẫu mà vẫn thêu được những họa tiết đẹp. Đặc biệt là kỹ thuật ghép vải để tạo hoa văn của người Mông khá độc đáo, hấp dẫn, tạo nên khoang màu khác nhau.
nhiều người đã thuộc màu ưa thích, không cần nhìn chỉ, mẫu, mà vẫn theo được những họa tiết theo ý muốn của mình. Khi theo, người phụ nữ Mông thường tính toán tỉ mỉ, từng đường kim, mũi chỉ, kích thước trên toàn bộ hoa văn trong mảnh vải. Vì chỉ cần nhầm một mũi kim là phải gỡ ra làm lại. Và những bộ trang phục đậm sắc màu thổ cẩm được hình thành theo năm tháng nhọc nhằn của người phụ nữ Mông. Trang phục truyền thống của phụ nữ Mông gồm áo xẻ ngực, váy, tấm vải che phía trước váy, tấm vải che phía sau váy, thắt lưng và xà cạp. Mình chuẩn bị làm một bộ đồ á, trước tiên là mình cần vải. Mình cần vải, xong vải này là không phải là mình dệt, thời nay là không phải là mình dệt nữa, là vải này là mình nhặt về, xong mình nhặt về mình có thể cắt ra, mình cắt rồi mình có thể đo, mình may tùy theo người lớn hay là người nhỏ. Là một bộ đồ như thế này có nhiều kiểu khác nhau, có nhiều cái mình tự tay làm thì nó cũng thể lâu, tầm 1-2-3 tháng. Nếu như mình làm một bộ có thể là 5-6 tháng, người làm nhanh, hoặc là người làm chậm thì có thể là cả năm thì mới làm được, ý là người ta tự tay đúc hết. Không, như vậy thì có thể làm được một bộ. Nhưng mà có những bộ mà mình cần mấy cái ren sẵn rồi mình may thôi á, thì những bộ đó thì mình có thể làm nhanh hơn. Mình cần ren thôi là một ngày là mình có thể may xong một bộ, là mình treo cừng hết, mình có thể may xong một bộ. Là như thế em rất là cảm động và rất là tự hào khi mình mặc đồ của mình và em được trở thành người Mông. Và em thấy rất là tự hào về điều đó. Trang phục của phụ nữ Mông rực rỡ như thể hiện ý nguyện vượt lên sắc màu của thiên nhiên để tôn vinh và khẳng định vẻ đẹp của con người, đồng thời thể hiện tính độc đáo trong nghệ thuật tạo hình. Người Mông ở Đam Rông, Lâm Đồng vẫn giữ khá nguyên vẹn bản sắc văn hóa dân tộc, cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay. Với sự cần cù và trí tưởng tượng phong phú, người phụ nữ Mông đã trở thành người nghệ sĩ, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật làm say đắm lòng người. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh về những bộ trang phục truyền thống xinh đẹp của người Mông ở huyện Đam Rông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần kỳ này. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến cập nhật những thông tin du lịch thú vị và hấp dẫn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.